Và lúc này đó là Kim Long và Vũ Dương. Vũ Dương và Kim Long đã cài ải rất mệt mỏi trong trận đấu này khi mà Friday rời sân. Chu Ngọc Anh, đó là tình huống mở đường rất tốt của các cầu thủ khách. Pha đánh đầu, pha bóng là của Lê Quang Huy. Kim Long không hề phạm lỗi. Kim Long là đội bóng phản công. Đình Đồng đã đem bóng chạm tay, rất có thể là một thẻ vàng dành cho Đình Đồng. Vẫn là một tình huống bị đau của tiền đạo Abraham. Tiếp theo sẽ là một quả đá phạt dành cho đội bóng chủ nhà Kiên Long Kiên Giang. Tấn Đức rất tốt. Đó là một tình huống mà cầu thủ Moshi đã chơi an toàn. Abraham. Như vậy có ném biên dành cho đội bóng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Một tình huống xử lý khá tốt của Xuân Thành. Tấn Đức, vẫn là Tấn Đức. Thành Lương, pha xử lý rất tự tin và bình tĩnh của Văn Cường. Vẫn là Văn Cường, vẫn là Văn Cường. Đường chuyền không tốt của Văn Cường. Cơ hội Abraham, đá đi. Như vậy đã có bàn thắng thứ ba cho đội bóng chủ nhà Kiên Long Kiên Giang. Và người ghi bàn đó là Abraham. Abraham đã lập được cú hat-trick trong trận đấu này. Với bàn thắng vừa rồi thì Abraham Kiên Long Kiên Giang gần như là giành trọn 3 điểm ở lượt trận đấu thứ hai khi đón tiếp câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Trong trận đấu ngày hôm nay, một sự khởi đầu về mặt thế trận là không tệ. Tuy nhiên về tình huống thì đội bóng chủ nhà Kiên Long Kiên Giang đã rơi vào một tình huống khó khăn khi để cho đối phương dẫn bàn trước. Nhưng kể từ sau đó thì đội bóng chủ nhà đã chơi tốt và đã có liền 3 bàn thắng để có thể nói rằng cho đến thời điểm này Kiên Long Kiên Giang đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Trọng tài vừa rồi đã rút thẻ vàng thổi phạt đối với tiền vệ mang áo số 19 của đội chủ nhà Nguyễn Vũ Dương. Đó là những thẻ vàng thật sự đáng trách của Vũ Dương khi mà anh rõ ràng cố tình nhận những thẻ vàng không đáng. Cho đến lúc này thì rõ ràng những người hâm mộ trên sân Kiên Giang đã thật sự thở phào nhẹ nhõm với chiến thắng của đội bóng chủ nhà, bởi vì thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai là rất ít. Abraham, vẫn là Abraham, không phải, đó là Oshini. Văn Cường, như vậy trọng tài đã thổi phạt Oshini. Cho đến lúc này thì rõ ràng
sân Kiên Giang vẫn là một sân vận động được xem là rất may mắn dành cho đội bóng chủ nhà Kiên Long Anh Kiên Giang. Timothy nguy hiểm, đó là một tình huống chơi tốt của thủ môn Lê Văn Hưng. Rất có thể sau trận đấu ngày hôm nay thì Abraham sẽ là cầu thủ được ca ngợi nhiều nhất. Tiếp theo vẫn là một cầu thủ ghế biên dành cho đội bóng chủ nhà Kiên Long Kiên Giang. Kim Long, Vũ Dương, Kim Long, Thắng Đức, nếu như thất bại ở trận đấu này thì đội bóng câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải trắng tay sau hai vòng đấu. Pha chuyền bóng là của Đại Đồng. Tấn Đức, một pha đá bóng rất dài của Tấn Đức cho Abraham. Đó là Abraham. Có vẻ như bóng đã chạm tay của Abraham. Đinh Thanh Trung, Chu Ngọc Anh, Timothy, khả năng bóng lót rất tốt của các cầu thủ hàng phòng ngự đội bóng chủ nhà không vào. Phút 89 của trận đấu và tỷ số trên sân lúc này đang là 3-1 khi về đội bóng chủ nhà Kiên Long Kiên Giang. Không còn niềm vui nào đã xiết khi mà đội bóng chủ nhà đang dẫn trước với hào bằng cách biệt và thời gian còn lại chỉ được tính bằng những giây phút ngắn ngủi. Rất có thể thời gian đã bù giờ của hiệp đấu thứ hai sẽ là 5 phút. Văn Cường, Abraham, rất tốt, rồi xuất đi. Văn Cường, Oshidi, vẫn là tình huống lấy bóng của Oshidi không thể vượt qua và phá bóng an toàn của Tấn Đức. Henrik, đúng là như thế, thời gian đã bù giờ của hiệp đấu thứ hai là 5 phút. Bởi vì trong hiệp đấu thứ hai thì rõ ràng thời gian bóng chết đã khá nhiều. Trong tài Bùi Quang Thông cho rằng Henrik đã phạm lỗi với Timothy. Tiếp theo sẽ là một tình huống đá phạt dành cho đội khách câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Điểm đưa bóng lúc này đó là Timothy và Thành Lương.
Như vậy đã có thẻ vàng dành cho OCD. Đó là một tình huống cũng nhằm kéo dài thời gian của OCD. Trọng tài xử lý là hoàn toàn chính xác khi mà cán đã được mang ra sân, nhưng OCD lại không chịu lên cán để được ra sân. Timothy. Như vậy đã có bàn thắng cho đội bóng câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Tỷ số đội đấu đã được rút ngắn xuống còn 2-3. Pha đá phạt tuyệt vời của Timothy. Hàng phòng thủ cũng như là thủ thành Lê Văn Hưng đã bị chôn chân. Trong những giây phút lơ là mất tập trung của hàng phòng thủ đội chủ nhà, Timothy đã thực hiện thành công quả đá phạt và rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 3-2 cho câu lạc bộ Hà Nội. Khoảng thời gian còn lại là khá ít, nhưng chúng ta cũng cần phải hết sức đề phòng trước sức tấn công của đội khách câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thành Lương khá tốt, đánh đầu không vào. Tiếp theo sẽ là quả đá phạt góc dành cho đội khách. Khoảng thời gian còn lại chỉ là hơn 2 phút nữa thôi. Như đây là những tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Lê Văn Hưng. Khá tốt Abraham. Đó là nỗ lực của cầu thủ mang áo số 14 bên phía đội bóng chủ nhà Anh Thoại. Timothy. Và cắt bóng là của Tấn Đức. Rất tốt. Kim Long. Hosini. Kim Long. Những tình huống nhồi bóng một chạm rất tốt của các cầu thủ chủ nhà. Đó là quả tạt quá nhẹ của Văn Cường. Nguy hiểm. Như vậy đã có tiếng còi của trọng tài. Cầu thủ phạm lỗi với thủ môn Lê Văn Hưng là Ambrose. Thưa quý vị và các bạn, như vậy vào lúc này thời gian bù giờ đã bước sang phút thứ 5, phút cuối cùng. Lê Văn Hưng đã bị đau và nằm sân. Mạnh đó là huấn luyện viên Lại Hồng Vân và anh Thoại. Ông đã kêu anh Thoại ra sát đường biên để dặn dò các cầu thủ chủ nhà thi đấu ở những phút, hay nói chính xác hơn là những giây cuối cùng của trận đấu này.